Thưa quý vị, sáng 19 tháng 5 năm 2023, Tổng thư ký Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp lần này là xem xét công tác nhân sự được bố trí ngay sau phiên khai mạc kỳ họp dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2023. Trả lời báo chí liên quan tới nội dung dân sự tại kỳ họp lần này, ông Nguyễn Tuấn Anh là Phó trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, Quốc hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến biểu quyết đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với nhân sự do Quốc hội bầu. Cụ thể, Quốc hội sẽ quyết định miễn nhiệm cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, vào ngày 15 tháng 5, tại hội nghị giữa nhiệm kỳ Trung ương khóa 13, Trung ương Đảng đã quyết định biểu quyết thông qua cho phép ông Nguyễn Phú Cường được thôi tham gia Trung ương khóa 13. Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, ngày 16 tháng 5 năm 2023, ông Nguyễn Phú Cường có đơn gửi xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và xin thôi các chức vụ do Quốc hội bầu. Như vậy, theo trình tự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét trong kỳ họp để trình ra kỳ họp xem xét quyết định các nội dung liên quan. Về lý do Trung ương cho thôi và Quốc hội tiến hành các quy trình miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Phú Cường, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, lý do chỉ được công bố khi Quốc hội xem xét miễn nhiệm. Theo ông Bùi Văn Cường, lý do không thể nói gì thêm vì đó là nguyên tắc. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông tin, sau khi miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Phú Cường, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách. Ngoài ra, ông Nguyễn Tuấn Anh cũng xác nhận tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét đề nghị phê chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Hiện tại, chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn do ông Trần Hồng Hà kiêm nhiệm sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng tại kỳ họp bất thường thứ hai vào tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tuấn Anh không thông tin gì nhân sự sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Những thông tin liên quan sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.